Xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cặp bình men dạn. Đây là dòng sản phẩm gốm men dạn Bát Tràng với họa tiết trên sản phẩm là họa tiết hoa sen. Bây giờ mình sẽ đo kích thước sản phẩm này. Sản phẩm này với cái chiều cao của sản phẩm là khoảng 77 cm, chiều cao là khoảng 77. Đây, các bạn nhìn cái hình kích thước nhé, mình đang đo kích thước cho các bạn nhìn đây. Đường kính miệng đây, chúng ta nhìn vào là 24,5 cm. Đường kính bụng của sản phẩm mình sẽ đo áng chừng thôi, khoảng độ 34 gì đấy. Đường kính đáy của sản phẩm sẽ rơi vào khoảng 26 cm, đường kính chân là 26, khoảng 26. Đây các bạn nhìn đây, men dạn rất là đẹp nhá, dạn đều, màu men dạn đậm, xung quanh đều có họa tiết hoa sen đang mọc lên như thế này. Đây là hai chiếc, đây chúng ta quan sát nha. Đây, bên trong cũng có phủ hết men dạn rồi này, trong miệng. Với cái cặp bình này thì chúng ta có thể trưng bày, vừa để trưng bày mà chúng ta có thể cắm những cái loại hoa như là sen gỗ hoặc là những cành hoa khô to, cắm ở đây rất là đẹp. Các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại để trên clip để mình sẽ tư vấn với các bạn cái sản phẩm này và một số cái sản phẩm gốm men dạn nữa. Đây xung quanh đây các bạn thể nhìn thấy lá sen và hoa sen, họa tiết được vẽ rất là mềm. Đây, tôi sẽ quay tiếp cho các bạn nhìn, rất là to nhá, nhìn ở ngoài nó rất là to, cao hơn 70 cm cơ, rất là to, không hề nhỏ. Cặp bình này chúng ta bày cho phòng khách để tương xứng, để trước kệ tivi hoặc trước tủ, rất là đẹp, trước cửa ra vào, làm cái đôn đặt hai cái sản phẩm này thì rất là tuyệt vời. Màu sắc họa tiết thì được các bạn yên tâm sử dụng trọn đời, không bao giờ bị phai mờ theo thời gian. Đây, xung quanh các bạn nhìn thấy có rất nhiều sản phẩm gốm men dạn nữa. Các bạn hãy mạnh dạn liên hệ với mình sẽ tư vấn và gửi báo giá cho các bạn. Sản phẩm thì mình sẽ ship toàn quốc.